quá trời nó về Lục Bình rồi. Vô rồi, vô rồi. Lấy cây ra. Cá nhiều anh ơi, vũ đi anh ơi, quá rồi. Ô, quá trời, nó đổ vô bên đó rồi. Wow, quá trời rồi. Ê, 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 ê. Quá cỡ luôn anh ơi. Tóm ngàn nó đi, tóm ngàn đi. Trời ơi, tao nói tóm ngàn khúc này nè. Đẩy ra rồi. Nó đụng thôi. Nó chưa tóm ngàn đây, cứ đưa hoài luôn. Lấy lũ mà đụng, nó tỉa ra xong vũ rồi gọn lên trời. Hoài, nó phải có ngọt. Rồi. Vô mẹ này. Đâu anh Nam ơi. Quá giá bà. Quá cỡ luôn ơi. Cái con gió nó núp cái nó núp cái trong. Tưởng giờ dữ lắm rồi nè. Mẹ này cái gì mà sạch ha. Anh đi chơi. Ba, mẹ này con.
bữa nay chủ nhỡ bị sữa bây giờ nhỡ còn bốn phái không ông hú lại chủ nhỡ đúng rồi, chủ nhật nhà ông khóc phải không? Ông khóc. Con còn giúp cái túng nhà đó mà giúp cái chuyện nhỏ luôn Minh ơi. Sao trời, chuyện nhỏ bình thường. Có nhà nữa. Đây là cái chậu khóc ghê hết. Nhiều không? Là có mấy con lại đây. Xây cả đống bữa nay xây dữ lắm vậy. Là con ơi. Đúng rồi bé. Con đúng con chịu một thôi. Đúng ca chịu một luôn. Đúng vậy luôn á. Ôi tôi không phải là chủ đồ bé. Đúng vậy. Chiên bột phải không? Chiên bột. Ờ. Cá cơm. Cá cơm sữa nha. Chiên bột nha cô bác. Chuyên nghiệp dữ vậy ta. Bột gạo là số 1 phải không? Ừ. Chứ đừng có mua bột bột bịch chiên giòn. Bởi vì khi nó nguội á là nó mềm. À. Còn bột thì nó nguội nó vẫn giòn. Vậy là bột gạo. Ừ. Để cá cho nó khô nước. Vậy là mình làm cá nó giờ cho nó ráo nước rồi đó ha. Ừ. Từ từ thôi, không hết. Như vậy nó đủ làm tới hai món mà. Hai món rồi ha. Còn món cá kho sả nữa. Kho sả luôn, bữa nay kho sả ha. Rồi. Được rồi. Muốn cho nó thơm, bỏ vô mớ hành lá. Hành chắc cá đó. Cho nó thơm. Dễ mình chiên nó hay bị khét.
vậy cho con cá nó thơm. Mình để bột nhiều quá là ăn bột không à. Cái này là cho nó dính thành dĩ thôi. Mua hột vịt gì đánh không? Thôi, hột vịt tưởng quýnh nó mắc cái chắc ngon cá. Đúng rồi, còn khoái hột vịt tưởng đánh vô cứ nó ngon. Đầu bếp này bài bản dữ rồi ta. Sau khi các anh em đi đánh bắt cá cơm về rồi cũng làm món chiên bột lai gai nha cô bác. Lâu lâu làm bữa. Cái cào nó ướt rồi ha. Còn bột kia thì khác. Chiên thì thấy nó có màu ngon nhưng mà khi mình để lâu là ăn nó mèo mèo à, nó không ngon bằng bột gạo ha. Kinh nghiệm ha, thử ha. Nó chưa ấy mình để cái nó rời ra xong thì là phải cho dầu thịt sôi. Giờ nó sôi mình nó múc cá mình để vô mình mới tán ra. Vậy là làm hoài cho nên kinh nghiệm không? Thì mình thường ăn mình mới làm mình ăn thường ha. Nó giữ này mình làm đường cho nó gọn dễ chở, nó đơn giản lắm, làm thấy đơn giản lắm ha. Nhưng mà cái màu con cá thì giòn thấy nó trắng, còn nếu mà mình để cái bột mà nó chiên giòn liền thì cái màu nó đẹp, màu đẹp ha. Mà mình ăn màu mình không có chất lượng bằng cái bột mình làm đây, mình ăn mà cho nên mình chất lượng. Mình về luôn ha. Mình về luôn. Cá là còn nguyên con, nó không có ấy, còn mình bột nhiều thì năng bột không à. Con này làm năng cá không á. Nó tiếng chiên bột chứ chiên cá không. Nhưng mà nó được định cá chiên bột mà. Không. Em giữ ta. Như vậy cầm cháy ra ha. Dầu nhiều ha. Dầu nhiều nó mới giòn ha. Chứ ít nó